Thưa quý vị, Cao Bằng là một trong những địa phương thuộc vùng núi phía Bắc đầu tiên xây dựng và thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công đề án này là Cao Bằng đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Vâng, và tôi được biết là Việt Nam của chúng ta thì có 3 công viên địa chất toàn cầu đã được UNESCO công nhận ạ. Bao gồm là công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, công viên địa chất non nước Cao Bằng và công viên địa chất Đắk Nông. Trong đó thì công viên địa chất non nước Cao Bằng vài năm trở lại đây đã có những chiến lược phát triển du lịch bản địa mạnh mẽ theo các tuyến trải nghiệm. Trọng tâm của du lịch non nước Cao Bằng là lấy người nông dân làm chủ thể và làm du lịch bền vững. Năm 2018, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua nghị quyết công nhận công viên địa chất non nước Cao Bằng là công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Thác Bản Dốc là một trong những địa điểm du lịch nhất định phải tới trong công viên địa chất non nước Cao Bằng. Công viên địa chất non nước Cao Bằng là một miền đất hiếm có, nơi bạn có thể tìm hiểu lịch sử trên 500 triệu năm của trái đất qua các dấu tích còn lại ở đây. Các hóa thạch, trầm tích biển, đá núi lửa, khoáng sản, đặc biệt là các cảnh quan đá vôi là những minh chứng tuyệt vời cho sự tiến hóa và thay đổi của trái đất. Chúng xứng đáng là những di sản địa chất đặc sắc. Khi mà xây dựng công viên địa chất thì cái thương hiệu nó mang tính tầm quốc tế, và hơn nữa thì cái bản chất của công viên địa chất khi mà ta xây dựng thì tất cả những cảnh quan đẹp đó ta đưa vào trong cái tuyến du lịch công viên địa chất, và chính vì thế nó lại càng tăng thêm cái sự hấp dẫn cho khách. Thác Bản Dốc là một trong những điểm du lịch trọng điểm trong tuyến trải nghiệm công viên địa chất non nước Cao Bằng. Cũng mới đây, tạp chí du lịch Travel and Leisure đã đánh giá Thác Bản Dốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng là một trong những thác nước đẹp nhất trên thế giới. Thì mình thấy tự hào vô cùng vì đất nước Việt Nam mình nó có một cái thác mà chắc là mình có đi sang đến châu Âu chẳng hạn, có khi cũng không thể đẹp được như ở Việt Nam mình. Anh Tâm là một trong những người dân ở xã Đàm Thủy gắn bó với nghề chụp ảnh cho khách du lịch dưới chân thác Bản Dốc. Thu nhập của anh và những người dân nơi đây cũng thay đổi đáng kể khi khách du lịch biết tới công viên địa chất Cao Bằng. Một tháng anh Tâm cũng kiếm được 8 triệu đến 10 triệu đồng nhờ dịch vụ chụp ảnh. Thì du lịch nó bắt đầu phát triển, nó được khôi phục lại thì nói chung là khách cũng đông, nên là mình công việc của mình nó cũng gọi là thu nhập ổn định hơn một chút, nên là cũng phấn khởi. Nếu mà so với 2016, lúc đấy chúng ta đang ở đây là Cao Bằng đang xây dựng công viên chất ấy, thì lượng khách chỉ khoảng 650.000 lượt khách một năm. Thì đến tháng 8 2018 thì lúc đấy là coi như là khi mà công viên địa chất bắt đầu nhận được danh hiệu chính thức ấy, thì lượng khách hết năm 2018 là khoảng 1,2 triệu, đến 2019 thì đã là 1,5 triệu. Sắp tới, sự kiện lễ hội Thác Bản Dốc 2022 lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 13-14 tháng 10 năm 2022 do Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tổ chức. Lễ hội này nằm trong chuỗi các hoạt động của Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng năm 2022 nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình trọng tâm của Cao Bằng về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Theo đó, Cao Bằng cũng đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay cho tới năm 2025 sẽ đón khoảng 4 triệu khách du lịch, tăng từ 15-18%, trong đó trên 900.000 lượt khách quốc tế. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp hùng vĩ riêng có về địa hình, khí hậu cũng như là địa chất cũng như là cảnh quan và hệ sinh thái, thì các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay có sức hấp dẫn du lịch rất là đặc biệt. Và nếu để tôi chọn ra một địa điểm du lịch ở các khu vực miền núi phía Bắc thì chúng ta có thể đi bất cứ địa danh nào rất thú vị, không biết là chị Tú Anh nghĩ sao? Vâng, tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ Cao Bằng đâu mà có rất là nhiều những địa danh hấp dẫn và nổi tiếng khác, từ Mộc Châu, Sơn La đến Mù Căng Chải, Yên Bái hay là Mèo Vạc, Hà Giang đều là những cái mảnh đất rất là hấp dẫn để mà chúng ta có thể tham quan cũng như là khám phá. Tuy nhiên thì làm như thế nào để phát triển được du lịch bền vững, và các địa phương cần phải làm gì để tạo ra những cái sản phẩm du lịch có giá trị và có sự khác biệt? Chúng tôi đã mời tới trường quay một vị khách mời đặc biệt ạ, xin được giới thiệu với quý vị khán giả nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập tạp chí Nông Thôn Mới và là người mà có rất nhiều năm gắn bó với nông nghiệp nông thôn và cũng đã công tác tại rất nhiều các tỉnh miền núi phía Bắc, đúng không ạ? Cảm ơn nhà báo đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi ạ. Vâng, xin chào biên tập viên, chào quý khán giả.
Vâng, câu hỏi đầu tiên ạ, xin được hỏi và cũng muốn được nghe cảm nhận của nhà báo Hoàng Trọng Thủy khi mà cùng với chúng tôi ghé thăm và du lịch Cao Bằng qua phóng sự vừa rồi, qua màn ảnh nhỏ vừa rồi ạ. Nhà báo nghĩ sao về cách làm du lịch ở đây? Tôi cho cái cách làm du lịch ở đây có hai vấn đề nổi trội. Cái thứ nhất đấy là trong cái quy hoạch và cái chiến lược phát triển, nó đã có cái sự tư vấn của các cái chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước. Cho nên nó rất là cơ bản, có thể nói rằng nó chỉ có xếp sau Hạ Long thôi. Cái thứ hai nữa là người dân và cái cộng đồng dân cư ở trên 7 cái dân tộc, 29 dân tộc mà nằm ở cái khu vực của non nước Cao Bằng ấy, thì chúng ta thấy là họ đã hiểu được các cái vấn đề và người ta đã giữ nguyên được cái, một là đó là cái thiên nhiên. Cái điều thứ hai nữa đó là cái trách nhiệm của người ta để mà làm sao giữ được cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Do vậy là cái lượng khách tăng lên, đó là cái sự thu hút về bài bản và các cái tư duy đó gặp nhau giữa cơ quan quản lý và người dân đã kết thành cái sức mạnh. Vâng, và câu hỏi thứ hai chúng tôi muốn gửi tới nhà báo Hoàng Trọng Thủy là ngay bây giờ nhà báo có thể nhìn lên hình ảnh của chúng tôi lúc này đây ạ. Đây là hình ảnh mà khách du lịch đã đổ về địa điểm là Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái những ngày cuối tuần này để có thể đón mùa vàng và đã khiến cho rất nhiều những cái điểm du lịch, những cái điểm check-in nổi tiếng thì bị ùn tắc. Và qua đây thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái đặc thù về địa hình, địa lý, rồi những cái khó khăn về giao thông, về kết nối và nhiều những cái khó khăn khác nữa thì không hẳn là có thể ngăn cản cho sự phát triển du lịch của các tỉnh miền núi phía Bắc. Thì không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy nghĩ sao về cái quan điểm này? Cái xu hướng của những người đi du lịch, người ta muốn trở về những cái khu vực cái là sinh thái đã được là tăng cường, kể cả là khu vực ở nước ngoài. Cái điều ở đây mà có sức cái thuyết phục đó chính là người ta đi tìm cái lạ, tham quan và muốn hưởng thụ cái đời sống bình thường của cái người của đồng bào dân tộc ở các cái miền núi. Do vậy là cái xu hướng này là càng là tăng lên. Cái điều thứ hai là cái giai đoạn đầu của cái phát triển du lịch của sinh thái thì gần như là cái cảm nhận của người ta đó là tham quan, ghi lại cái dấu ấn mà người ta đã từng đến. Nhưng nó đang có những cái bước chuyển mình, lấn sâu vào tìm hiểu và bảo vệ thiên nhiên, nâng cao lên cái nhận thức của mình. Thứ hai nó là hiểu thêm về cái cuộc sống đời thường của các cái dân tộc để người ta làm giàu thêm cái kiến thức của mình. Tôi cho rằng là đó là cái hai nguyên nhân chính để mà làm cho như vậy là cái lượng khách cái du lịch tăng lên. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ ban đầu của nhà báo Hoàng Trọng Thủy và cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị khán giả, đó là hành trình khám phá non nước Cao Bằng có một địa điểm du lịch không thể bỏ qua, đó là thác Bản Dốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng. Và thác Bản Dốc được tạp chí du lịch Travel and Leisure đánh giá là một trong 7 thác nước đẹp nhất trên thế giới bởi sự hùng vĩ của dòng thác này. Vâng, và đến với huyện Trùng Khánh thì không chỉ khám phá thác Bản Dốc mà còn được trải nghiệm với cuộc sống của người dân ở bên dòng sông Quây Sơn. Và nhiều năm trở lại đây, đồng bào người Nùng ở đây cũng đã xây dựng homestay. Tuy nhiên thì để có thể hấp dẫn được khách du lịch thì việc giữ gìn văn hóa bản địa cũng như là nếp sống văn hóa cho tới kiến trúc nhà của họ cũng là một bài toán mà chính họ cũng đang đi tìm lời giải. Vừa hiện đại lại vừa giữ được những nét văn hóa đậm đà bản sắc của người vùng cao ở huyện Trùng Khánh của Cao Bằng đã trở thành một điểm du lịch mà có lẽ là nhiều khách du lịch khi mà đến đây không thể bỏ qua. Lấy người dân làm trung tâm, gìn giữ văn hóa bản địa làm trọng tâm. Với phương châm này, tỉnh Cao Bằng đã tạo điều kiện cho người dân bản địa mở các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng như homestay để bà con vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc. Năm 2021, địa điểm nghỉ dưỡng của chị Lan đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp chứng nhận ô cốp 4 sao. Khi mà tôi làm homestay ấy, thì tôi cùng bà con cùng nhau để xây dựng một cái gì đấy, một cái sản phẩm chung chẳng hạn. Ví dụ như là thuyền bè chẳng hạn này, trải nghiệm đi ngựa chẳng hạn này. Đấy cũng phải có sức mạnh cộng đồng thì mới làm, một mình tôi cũng không làm được. Tôi cũng tạo công ăn việc làm cho bà con. Thì đấy là một cái có sự góp mặt của cộng đồng. Theo tôi đấy là cái du lịch bền vững. Tuy nhiên để có được những căn homestay còn bảo tồn được mái ngói âm dương như thế này là điều mà chị Lan phải tính toán, vì những tác động xấu của thời tiết gây ảnh hưởng xấu tới ngôi nhà. Mặt khác, chi phí bảo dưỡng lại rất cao. Chính vì thế, song song phát triển du lịch nhưng phải mang tính bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống luôn là bài toán khó. Cả hai cái, khi mà những người mà làm homestay luôn chăn trở phát huy bảo tồn, nhưng bảo tồn như nào cho nó đúng cách thì bây giờ vẫn đang là con đường, vẫn đang là phải suy nghĩ, thật sự vẫn suy nghĩ, bởi vì là đây qua một cơn bão hôm kia thôi mà nó quật hết cả một mái đi này thì thôi thì mình lại phải tốn kém. Đấy, cái vấn đề nó cũng là vấn đề chăn trở. Cái mái âm dương nó cũng một đặc điểm là tức nó có các cái rãnh đúng không? Thường thường ấy là người dân ấy là hay kiểu là lấy cái xào. Kiểu nó rột rột một cái là lấy chậu bị hứng bên dưới. Thế là bắt đầu lấy cái xào, bắt đầu là chọc 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 để đẩy đẩy cái tấm ngói nó chèn vào bên dưới để coi như nó qua mất.
Nhưng mà nếu mà ông nào làm không khéo á, thì một phát là đẩy tụt hẳn cái miếng ngói vào là bao nhiêu nước là xuống là tỉnh luôn cả đêm luôn. Cho nên là gì đấy, cho nên là người ta là một là một cái vật liệu càng ngày càng khó. Cái thứ hai là cái truyền thống từ đời xưa đến giờ rồi thì nó theo một số cái suy nghĩ thôi là họ chưa nhận thức đầy đủ, thì họ nói rằng là bây giờ dùng mái tôn thì nó sang hơn, nó lâu hơn và nó bền hơn. Đấy. Với tinh thần phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, nhiều năm nay chính quyền địa phương cùng với bà con xây dựng các tuyến trải nghiệm văn hóa du lịch bền vững nhằm nâng cao sinh kế cho bà con nông dân và giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Du khách tới đây sẽ được trải nghiệm hái sim, chăn ngựa và chèo thuyền trên dòng sông Quây Sơn. Con sông Quây Sơn trong xanh, hiền hòa, cung cấp nước tưới cho những nương lúa của đồng bào nơi đây từ bao đời nay. Với tôi, mảnh đất này là xứ sở thanh bình. Tôi được hưởng thụ trọn vẹn không khí trong lành của ngôi làng này, được thưởng thức các món ăn của người dân nơi đây. Tôi thực sự thấy thích các trang phục dân tộc của người dân nơi đây. Tôi hy vọng thời gian tới, tôi sẽ cùng các bạn tôi trở lại nơi này, một vùng đất yên bình. Giữ gìn bản sắc văn hóa là cách mà đồng bào người Nùng nơi đây làm du lịch bền vững. Những mái ngói âm dương, những căn nhà đá lâu đời và các món ăn mang đậm văn hóa bản địa luôn là niềm tự hào của người dân nơi đây khi họ quảng bá du lịch về miền non nước Cao Bằng. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì tôi khá là ấn tượng với những chia sẻ của chị Lan, đó là chị muốn gìn giữ lại những cái mái ngói âm dương của cha ông để lại để có thể làm du lịch. Tuy nhiên kéo theo đó thì cũng có rất nhiều những cái vấn đề khó khăn mà không phải ai thì cũng có thể chấp nhận được. Thì không biết là chị Tú Anh có để ý tới cái chi tiết vừa rồi không ạ? Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là không phải là chị Lan đâu mà bản thân lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của Cao Bằng họ cũng chia sẻ rằng là việc sử dụng những nếp nhà cũ ở trong cái xã hội hiện đại ngày nay á, đúng là gặp rất là nhiều rào cản. Có lẽ phải trao đổi với vị khách mời của chúng ta một chút, đó là không chỉ là chúng ta có những cái mâu thuẫn trong việc là giữ gìn những cái văn hóa truyền thống và phát triển du lịch kinh tế tại các vùng miền, đặc biệt là các vùng miền núi phía Bắc. Rõ ràng là chúng ta còn có rất là nhiều những vấn đề khác nữa, và mong là nhà báo có thể chia sẻ thêm về vấn đề này cho chúng tôi ạ. Tất cả các cái khu du lịch sinh thái ở cái miền núi phía Bắc đang gặp một cái vấn đề rất lớn, đầu tiên đó là cái vốn và cái đầu tư. Bởi vì là cái sự xung đột giữa cái văn hóa truyền thống và cái phi truyền thống thì người ta phải đối mặt với lại biến đổi khí hậu, đối mặt với lại thiên nhiên. Do vậy là cái giữ lại cái kiến trúc là một, thì người ta như vậy là gần như là hướng sang cái là bền vững, và cái tỷ lệ xây nhà đó nó sẽ được cao hơn. Thì nó lại mất đi những cái bản sắc văn hóa, và đặc biệt những cái nhà mà nó rất đẹp của cái khu vực ở phía Bắc mà người dân thì đang chuyển dịch theo này, mà trong khi đó thì không có một cái vốn hỗ trợ để mà làm sao người ta bảo tồn, tu dưỡng và người ta nâng cấp nó lên để cho nó đẹp. Cái điều thứ hai nữa đó là ngay kể cả những cái trang phục, để người ta muốn tìm hiểu cái đời thường của người miền núi, vậy thì cái trang phục của người ta như thế nào? Như vậy chúng ta lại thấy rằng là do cái lao động của chúng ta, người ta yêu cầu nó phải gọn nhẹ hơn, cho nên đó cái phong cách đó nó cũng đang bị mai một dần, và cái người đi du lịch cũng đã cảm nhận thiếu một cái sự khác biệt so với cái nơi khác. Đó là những cái mâu thuẫn thứ hai. Cái mâu thuẫn thứ ba nữa, chúng ta thấy rằng ấy là cái đem tham gia cộng đồng và càng nhiều người thì càng tốt. Cho nên là gần như là các cái khu du lịch này mới hướng vào là tham quan, kỷ niệm và tạo ra cái dấu ấn. Còn để cho người ta yêu thiên nhiên hơn, cảm nhận được thiên nhiên hơn và tìm hiểu cái đời sống bình thường của những cái người đồng bào dân tộc thiểu số, thì chúng ta thấy nó có một cái độ chênh về mặt thông tin và cái nguồn nhân lực chất lượng cao, hoặc là những người được đào tạo về du lịch chưa cảm thấy thành từng câu chuyện của trong du lịch, nó đã mang đi có thiếu sức hấp dẫn. Nhưng một cái điểm chúng ta vẫn có thể tin được, nó sẽ được phổ biến và nó sẽ được nâng lên, đó là cái nguồn lợi đó đem lại cho cộng đồng, cho người nông dân. Cái điều thứ hai nữa là cái kinh tế đó nó lại đọng lại ở địa phương. Cho nên là cái trách nhiệm và cái sự kết nối chính quyền, cấp ủy, người dân, các cái tổ chức đoàn thể và cái lực lượng bảo vệ văn hóa này, nó sẽ trở nên như vậy là khai thác nó sẽ có hiệu quả hơn. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đang đặt ra trong cái du lịch cộng đồng. Vâng, và để tiếp tục bàn luận về vấn đề này thì chúng tôi xin được mời nhà báo Hoàng Trọng Thủy chúng ta cùng nhìn lên màn hình lúc này. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được ở tại Sapa, tỉnh Lào Cai, hình tượng một nhân vật nước ngoài và cũng như là một căn nhà được xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng của tỉnh Hà Giang, gây xôn xao dư luận suốt những năm vừa qua. Và đây là những cá nhân tôi thì có suy nghĩ rằng đây là những cái bài học cho các địa phương miền núi trong việc định hướng cho người dân để có thể phát triển du lịch bản địa. Không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy nghĩ sao? Tôi nghĩ đây nó chỉ là một ví dụ thôi. Còn cái điển hình nhất mà những du khách đi xem người ta đã cảm thấy tiếc nuối, một là ở Đà Lạt, hai là ở Sapa.
đó là cái sự xô lệch của thành phố khi phát triển du lịch, nhưng nó đã vượt quá cái giới hạn, không giữ được cái thiên nhiên và bản địa. Cho nên lên Sapa chúng ta thấy mất cả một cái thảm thực vật và mất cả đi một cái khung không gian, quá nhiều người tiếc. Như vậy là vấn đề đặt ra cho chúng ta, đó là nó phải có một cái quy hoạch bài bản và nó phải có đảm bảo một cái sự giám sát chặt chẽ để không cho cái tính tự phát nó trỗi dậy, hoặc đấy là nó làm sai lệch đi những cái địa hình và cái thiên nhiên đó. Cái điều cuối cùng, chúng ta làm du lịch sinh thái không phải là chỉ có một nhóm người, anh càng kéo được nhiều cộng đồng vào được bao nhiêu thì cái trách nhiệm của người ta càng được bấy nhiêu, và trong cái quá trình đó cái chuỗi giá trị mà thu được cần phải vừa đầu tư, cần phải như vậy là lợi ích nó minh bạch ra thì người nông dân mới được tham gia ngày một nhiều hơn về mặt trách nhiệm. Nếu như sự cái minh bạch này mà nó được kéo suốt trong cái đường đi của sản phẩm thì tôi tin rằng là tham gia của người của cộng đồng, của người dân nó sẽ có hiệu lực hơn và cái phát triển du lịch sinh thái nó sẽ bền vững hơn. Vâng, chúng ta thấy rằng là mỗi địa phương mà chúng ta vừa mới nói đến, từ khu vực Đông Bắc cho đến Tây Bắc thì đều có những cái đặc điểm riêng, từ cảnh sắc cho đến câu chuyện văn hóa và cả những món ăn khác nhau để thu hút khách du lịch. Tuy nhiên thì để mà làm du lịch bền vững có lẽ là chúng ta cần phải tìm những cái điểm đặc trưng, điểm khác biệt để mà có thể phát triển được du lịch một cách lâu dài và bền vững hơn, đúng không ạ? Xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy.